Theo tin của truyền thông Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam vừa quyết định kỷ luật ông Nguyễn Tiến Thắng là phó giám đốc trung tâm huấn luyện đào tạo thuộc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng vì liên quan tới việc lấy tiền của hành khách. Theo báo Pháp luật Sài Gòn, có hành khách nữ bỏ quên tài sản với số tiền khoảng 10 triệu đồng và mấy trăm Mỹ kim. Sau đó, một người nhặt được đem giao nộp cho an ninh phi trường. Theo quy trình, số tài sản trên phải được giao nộp cho bộ phận xử lý của phi trường, nhưng ông Thắng lúc đó là đội trưởng đội an ninh soi chiếu lại ém giữ luôn số tài sản này. Sau đó, có khiếu nại từ hành khách, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã kiểm tra và ông Thắng thừa nhận sự việc, đồng thời giao lại tài sản cho công an giải quyết theo quy định. Sau vụ việc, thì hội đồng kỷ luật đã quyết định kỷ luật ông Thắng. Thế nhưng sau khi bị kỷ luật, thì ông Thắng thôi giữ chức đội trưởng mà lại được đề bạt lên làm phó giám đốc trung tâm huấn luyện đào tạo Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Trả lời câu hỏi khó hiểu này, phó giám đốc của Cảng hàng không là ông Đoàn Thanh Phương cho biết, việc bổ nhiệm ông Thắng đã tiến hành vào tháng 1 năm 2016. Trong khi đó, thì vụ sai phạm của ông Thắng đến tháng 8 năm 2016 thì mới phát hiện ra.